Hòa thượng Tế Tín Húy Nguyễn Chánh Trực sinh năm Tân Mão năm 1771 tại Gia Định, vốn có duyên lành với Tam Bảo. Năm Tân Sửu năm 1781, ngài đến quy y xuất gia với tổ Thiệt Thành Liễu Đạt tại chùa Khải Tường, làng Tân Lộc, phủ Tân Bình, Gia Định, được bổn sư ban pháp danh là Tế Tín, hiệu là Chánh Trực. Vì ngài còn cầu pháp y chỉ với tổ Phật Ý Linh Nhạc nên có pháp tự Tổ Tín Chánh Trực. Trong thời gian từ năm 1780, ngài theo học lớp Phật học xá Giác Lâm do ngài Tổ Tông Viên Quang chủ giảng và Hòa thượng Bổn Sư và y chỉ sư tổ Phật Ý Linh Nhạc. Đến năm 1817, vua Gia Long đã mời Hòa thượng Thiệt Thành ra Kinh Đô Huế, được vua Gia Long phong chức Tăng Can, trụ trì chùa Linh Mụ Huế. Do đó, ngài được tổ Phật Ý phân công chi sự quản lý chùa Khải Tường một thời gian, rồi trở thành trụ trì chính thức năm 1817, năm 1844. Năm Gia Long thứ 18 năm 1819, ngài chính thức đăng đàn thọ đại giới tại Đại Giới Đàn Giác Lâm do tổ Phật Ý Linh Nhạc làm đàn đồ, Hòa thượng Tổ Tông Viên Xung làm chánh chủ đàn. Trong thời gian trụ trì, ngài đã tận tâm phục vụ ngôi Tam Bảo, tiếp thân độ chúng. Đệ tử ngài cũng đã có nhiều người thành tài đạt đức như Liễu Thông Chơn Giác, Liễu Xuân Minh Chí, Liễu Tánh Thiên Phước. Trong thời gian tổ Tiên Giác làm Tăng Can, trụ trì chùa Linh Mụ Huế, năm 1822 năm 1844, vua Minh Mạng đã sắc chỉ cử ngài làm trụ trì chùa Từ Ân từ năm 1825. Năm Thiệu Trị Nguyên Niên 1841, nhà vua đã tổ chức đại trai đàn tại chùa Sắc Tứ Khải Tường cầu quốc thế dân an dưới sự chủ lễ của Hòa thượng Tế Tín Chánh Trực và các quan chức trấn thủ thành Gia Định tham dự. Năm 1842, vua Thiệu Trị ban sắc lệnh trùng tu chùa Quốc Ân Khải Tường lần thứ hai và sắc chỉ cử Hòa thượng Tế Tín chính thức trụ trì chùa Khải Tường. Thế rồi theo thời gian luật vô thường chi phối, Hòa thượng vì tuổi cao sức yếu, năm 1844, ngài lâm trọng bệnh, biết mình không qua khỏi, ngài đã gửi thư cho Hòa thượng Tiên Giác Hải Tịnh đang làm tăng can và trụ trì chùa Linh Mụ Huế được biết và di chúc cho Hòa thượng Tiên Giác Hải Tịnh kế thế trụ trì chùa Khải Tường để tiếp tăng độ chúng, phát huy ngôi Tam Bảo và Phật giáo Nam Bộ, nhất là lo in khắc bản quyển Ngũ Gia Tông Phái toàn tập gồm 3 tập, trong đó tập thứ 3 do Hòa thượng Tiên Giác biên soạn. Năm 1844, khi nhận được thư Hòa thượng Tế Tín, Hòa thượng Tiên Giác đã xin vua Thiệu Trị được về Gia Định để chăm sóc sư đệ và quản lý hai chùa Từ Ân và Khải Tường. Sau khi về Gia Định, Hòa thượng Hải Tịnh đã tận tình chăm sóc sức khỏe Hòa thượng Tế Tín, nhưng chỉ được một thời gian. Thế rồi, Hòa thượng Tế Tín đã thu thần viên tịch vào ngày 20 tháng 7 năm Quý Mùi năm 1844, trụ thế 74 năm, 53 Hạ Lạp. Hòa thượng Tiên Giác đã cùng các đệ tử của ngài như Liễu Thông, Liễu Xuân, Liễu Tánh, Minh Tài, Minh Đức, vân vân lo tang lễ cho Hòa thượng. Kim quan ngài được nhập tháp trong khuôn viên chùa Quốc Ân Khải Tường, nơi mà Hòa thượng có hơn 40 năm hành đạo và phát triển Phật giáo Nam Bộ nói chung, Gia Định nói riêng. Nam mô Quốc Ân Khải Tường Đường Thượng Tự Lâm Tế Gia Phổ Tam Thập Lục Tuế, Pháp Quý Thượng Tế Hà Tín, Hiệu Chánh Trực, Giác Linh Tổ Sư, Tác Đại Chứng Minh.